đến rồi, rêu rắc ngàn hồn hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đem trong tiếng cười, cho kịp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đem vui với đời. Kia trong vạt nắng, mạch xuân tràn dâng. Khóm hoa nhẹ hương, môi cười thẹn thùng cùng bao nguồn sáng. Ướm say duyên lành, thắm tô trời xanh. Vầy chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi lành. Ta nghe gió về lòng thiết tha như muôn tiếng đàn. Xuân sang niềm vui cho ngày xanh không hoen lời than. Sầu thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa. Khát khao xuân tươi thái hòa. Xuân nồng kiếp hoa hay phải đời hương phấn nào ai hững hờ xuân vẫn ngóng chờ tới đây nắm tay cùng ca múa hát lên đón xuân của tuổi thơ. Xuân đã đến rồi rêu rắc ngàn hồn hoa xuống đời. Vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đem trong tiếng cười cho kịp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đem vui với đời. Xuân nồng kiếp hoa hết phải đời hương phấn nào ai hững hờ xuân vẫn ngóng chờ tới đây nắm tay cùng ca múa hát lên đón xuân của tuổi thơ. Màu sắc rực rỡ so với bé nghe gió về lòng thiên thai muôn điệp giữa sân niềm vui đây là hoa màu vàng, màu hồng, màu vàng. Quay rồi nha. Quay rồi. Quay vô mấy coi ra. Bà Thúy. Này đổi dài đi chưa? Dạ ngọc thế ngọc. Về trong anh mùa xa, gió mai hơn man trên đôi môi hồng. Người em yêu tìm quyền trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà. Mặt trời mây nghe buồn trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trên đời xa vời. Chờ mùa xuân đến đêm buồn vui. Dừng xuân nơi xin làm sao theo mây. Quay vừa xong thì nghe vậy thì tình xuân nơi xin dệt nỗi yêu thương. Dù bao nhiêu năm tình sâu muôn hứa. Đi rước về tách đi, đi rước về đây. Việc phải lên Nga làm việc này.
la 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 la. Lê pháo. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, chờ tiên đang về trong anh mùa sang. Gió mãi mơn man trên đóa môi hồng, người em yêu tìm quyền trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây nhẹ buồn trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm buồn vui. Rừng xuân nơi xin làm roi hoa mây, để chim muông quay về với muôn cây. Tình xuân nơi xin dệt nỗi yêu thương, dù bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Này gió hay cuốn từng lá rơi, và nắng hay chiếu màu thắm tươi. Cùng những tiếng hát điệu nhạc dân chơi vơi, thì hồn ta say trong niềm vui. Ở bà nguyên trường xóm đó. Đấy bà bao nhiêu? Ngoài đi một đấy. Đó, để trên ra chúng ta làm đấy đi. À, chơi thử với ta hơi giá. Ánh mắt mơ trong nơi xa rồi, chờ mùa xuân đến đêm buồn vui. Ánh mắt mơ trong nơi xa rồi, chờ mùa xuân đến đêm buồn vui. Ánh mắt mơ trong nơi xa rồi. Ngoài không có ai đó đấy. Ờ, tổ chức chứ mấy đâu. Cảm ơn anh em đâu. Alo. Alo. Nói chuyện ai nữa ha? Đợi, ai biết Trung Quốc hả? Bố gắng gắng chín ra cái... Để mang tiền ăn đi. Bố luôn chăm chín ra cái... Alo? Mọi người mọi người em vui đó. Mọi người nè gì mình đi nè chứ. À ok. Nhiều gì cũng sai thôi. Ăn tôi. Nhà nước không có bá cho anh đây cho tụi mình nhau đây. Hú shoo. Hả? Mày bạc nè. Ngồi anh Thanh nè, coi nè. Thật phong đau gì thì không có ai đâu rồi. Nhưng mà hai chị em về nhỏ đó. Đi bồn già. Hồi chị già đừng hòa cũng kêu lên chứ hai già mà rập.
ngồi rằm ai ngồi rằm đấy chứ rồi chứ. Đi ra thò tay rồi. Mực ngon này. Ba mau đi uống miếng nhỏ ba. Tại đang đi gì đó. Đêm qua đi và ngày đang tới hát câu chuyện tình mùa xuân. Còn vang mãi trong lòng ta. Phong về ăn không? Đang ăn không? Vậy đi. Ăn nè. Đang ăn không? Ăn mà như thế? Ngủ. Đau rồi. Hả? Đau hay ngủ đấy? Thôi là người ăn, người ăn. Một hai ba vô nè. Chúc mừng năm mới nè. Một hai ba. Phong về. Mặt chứ đấy. Hả? Gửi ra nè. Gửi tôi coi nè. Lê 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 nào đây. Ăn đi. Đâu là ăn à? Liếm mau. Ăn đi, tao dù ăn đi mày. Ngu nghe. Ngươi ngu. Anh phải ngu chơi. Hử? Tụi giờ đó giao thừa không? Sao nào ngủ? Này. Hả? Nãy thì em ở đây rồi. Dạ. Lại được được nước của nó. Dạ. Rêu hồn hoa xuống đời. Thôi, chào cả nhà nè. Chào cả nhà nha. Video ngày 30 Tết ngày hôm nay là đến đây là kết thúc rồi. Một hai ba vô này. Hai ba vô. Ba chú ơi, ba chú ơi. Quay tay. Cảm ơn mọi người, hôm nay là ngày 30 thì là với mọi người Dũng nha. Người đầu tiên là nhà đây. Đây là bọn này. Mình thì tủ được ít lắm, chỉ chúng ta nói được cái này thôi. Còn cái này thì một bài lo là đỏ quá thôi. Nhiều người này thôi.